Thì trong clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần đuôi rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân eo ha. Khi tạo được các cái họa tiết vảy cá của mình nó sắp xếp xen kẽ với nhau như thế này, kết thúc hàng đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời và lên một xích rồi thì tiếp tục lên cho mình 3 mũi xích nữa. 2 và 3 nè. Tức là ta sẽ có được 4 mũi xích ở đây ha. Và ở cái chân móc mà ta vừa móc cái mũi dời kết thúc vòng này luôn á, 3 mũi này tính luôn là một mũi nè, thì các bạn tiếp tục móc vào cho mình cái chân móc ta vừa móc mũi dời, móc vào đó cho mình một mũi kép đơn ha. Đây, đây là chân ta móc mũi dời nè, là cái chân mũi đơn của hàng phía dưới. Móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc lên một xích. Bốn cái mũi xích mà mình gây nên này thì ba mũi xích sẽ là một chân móc và cách nhau sẽ là một xích, sau đó đến mũi kép đơn nè. Thì nó sẽ khác với cái hàng móc mà ta tạo chân cho phần vảy cá, các bạn sẽ móc lên cho mình khoảng cách là một xích thôi nha. Tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết vảy cá kế bên, móc vào đó một mũi kép đơn. Tạo họa tiết vảy cá thì lên 2 xích ha, còn ở đây mình không họa tiết vảy cá, các bạn sẽ cách cho mình một mũi xích thôi nè. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn kế bên và móc vào đó một mũi kép đơn. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn ha. Hàng phía dưới mình móc luôn vào đó một mũi kép đơn nữa, nhưng mà ở đây các bạn sẽ tạo khoảng cách cho mình ở cái điểm này, tức là mình sẽ lên một xích. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn. Như vậy là các cái mũi móc của mình sẽ cách nhau là một xích ha. Tất cả mũi móc đều cách nhau là một xích và mình không móc liền nè. Hàng viền thì mình sẽ không tạo họa tiết vảy cá ha. Các bạn cứ cách cho mình một mũi xích cho tất cả các cái mũi móc. Đây. Tiếp tục lên một xích và di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết vảy cá, móc vào một mũi kép đơn nè. Lên một xích. Cái chân móc mũi đơn kế bên này móc hai mũi kép đơn và nó cách nhau là một xích ha. Kép đơn nè, tiếp tục lên một xích và tiếp tục kép đơn nữa. Tương tự lên một xích nè và làm tương tự cho đến cuối hàng nha. Cứ mỗi mũi thì mình sẽ cách nhau là một mũi móc xích. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, các cái mũi móc của mình đều cách nhau là một mũi xích và chính giữa này cũng cách nhau là một mũi xích rồi nè, thì mình sẽ tạo được các cái khoảng trống như thế này. Để tiếp tục cái hàng móc thứ hai, kết thúc vòng móc này sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó bốn mũi móc xích này nè, bốn mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên, đâm kim vào chân móc xích thứ ba ha. Móc vào một mũi dời nè. Thì mình kết thúc được cái hàng đầu tiên của phần viền ha. Và cái khoảng cách này nó đều cách nhau là một xích, khác với cái hàng mà ta tạo chân cho phần vảy cá. Đây, nó sẽ có các cái khoảng trống như thế này. Thì tiếp tục các bạn sẽ dời kim cho mình vào khoảng trống chính giữa mà ta gặp á, cái khoảng trống kế tiếp mà mình gặp nè, móc vào đó một mũi dời. Sau đó gây nên 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Được 4 mũi rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp, móc vào đó một mũi kép đơn. Lên một xích. Khoảng trống kế tiếp cũng tương tự, móc vào một mũi kép đơn. Lên một xích. Khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống và các cái mũi kép đơn của mình đều cách nhau là một xích ha. Tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì các bạn sẽ lên cho mình thêm một hàng móc nữa, tức là ta sẽ có hai hàng móc phần thân như thế này. Ở cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích và bốn mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên ở mỗi hàng, đâm kim vào chân móc xích thứ ba, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu len thừa vào trong mũi móc. Thì như vậy là cái phần thân eo của mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc ha. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình cột vào phần eo của bé nè. Và ta sẽ luồn xen kẽ vào các cái khoảng trống mà mình tạo. Đây, các bạn cứ luồn xen kẽ cho mình vào các cái khoảng trống này ha.
luồn lại như thế này ha. Thì khi luồn dây vào, các bạn thắt eo cho mình ở điểm này, thì cái phần này nó sẽ giúp mình ôm được vào phần eo của bé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc cái phần vây đuôi ở bên dưới. Thì phần vây đuôi của mình sẽ móc rời, sau đó mình dùng kim khâu khâu vào trong cái phần đuôi mà mình chừa ra ở đây nha. Đầu tiên thì sẽ chừa cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này khâu cái phần vây vào trong phần đuôi phía dưới ha. Sau đó từ cái điểm mà mình chừa ra ở đây nè, các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ sử dụng cái sợi len nối với cuộn len nhé. Đây là sợi len dài để mình dùng khâu nè. Từ đây móc lên một sợi dây móc xích, tùy vào cái độ dài mà các bạn mong muốn cho phần vây á, thì mình sẽ gây nên 40 mũi móc xích ha. Đây, cái độ dài của phần vây mà các bạn mong muốn nè, thì mình sẽ gây nên 40 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã gây nên được 40 mũi móc xích như thế này rồi, thì cái phần này ta sẽ được một cái độ dài cho phần vây đuôi nè. Thì tùy vào cái xích này ha, các bạn có thể móc nhiều hơn cũng được. Ở các cái hàng móc của phần vây đuôi á, các bạn sẽ tiến hành móc, sau đó tiến hành giảm mũi cho các cái chân móc cuối cùng của cái phần mà ta chừa ra để may vào trong đuôi á. Được 40 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó đâm kim vào chân thứ 40 và móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân 39 cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Và móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Thì ở cuối hàng các bạn sẽ chừa ra cho mình 6 mũi móc nha. 6 mũi móc tính từ cái sợi dây á. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn như thế này rồi, ở cuối hàng mình chừa ra 6 mũi móc, thì bây giờ mình sẽ giảm độ cao của hàng móc. Tức là 3 chân móc đầu tiên mình sẽ móc các cái mũi nửa kép. Đây, 3 chân đầu tiên này móc các cái mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất nè, nửa kép thứ hai và nửa kép thứ ba. Khi được 3 mũi nửa kép rồi, cái mũi móc của mình nó đã có cái độ cao giảm dần rồi, thì 3 chân cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho phần vây đuôi. Ở những cái điểm mà ta giảm mũi bên dưới này nè, thì đây sẽ là cái điểm mà mình chuẩn bị khâu vào trong cái phần thân đuôi. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai thì mình cũng móc 3 mũi móc đơn, 3 mũi nửa kép, sau đó là các cái mũi kép đơn ha. Và ở đây các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình. Thì giảm mũi tức là cái chân móc đầu tiên mình sẽ không móc vào chân đầu tiên nè, mà di chuyển kim đến chân thứ hai móc một mũi móc đơn. Sau đó chân thứ ba và thứ tư mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn ha. Thì ta sẽ có được 3 mũi móc đơn vào 4 chân. Tức là chân đầu tiên mình không móc nè, mình đã bỏ qua được một mũi ở đây rồi. Ta sẽ có 3 mũi móc đơn đầu tiên. Thì khi đã được 3 mũi móc đơn rồi, tiếp tục 3 mũi kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi nửa kép để mình tăng độ cao của mũi móc. Đây, 3 chân này mỗi chân sẽ làm một mũi nửa kép ha. Mũi nửa kép thứ nhất nè, nửa kép thứ hai và tiếp tục nửa kép thứ ba. Khi hoàn tất được 3 mũi nửa kép thì các chân còn lại mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, thì cuối hàng sẽ chừa ra cho mình 2 mũi móc cuối cùng nha. Khi đã móc đến cuối hàng thì hai chân cuối cùng mà mình chừa ra ở đây, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân. Thì cách chụm như sau ha. Ta sẽ tiến hành lấy len, sau đó đâm kim vào cái chân kế cuối nè,
kéo len. Trên kim được 3 mũi thì kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len, sau đó kéo len qua hai chân trên kim ha. Được 3 mũi trên kim thì kéo qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hai mũi cuối cùng mình sẽ giảm thành được một mũi ở bên trên nè. Tiếp tục lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba của phần vây đuôi mình cũng giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc. Tức là cái mũi đầu tiên mình sẽ không móc vào và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó các chân còn lại mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối hàng thì ta sẽ chừa ra 7 mũi móc cuối cùng nha. 7 mũi móc cuối cùng này các bạn sẽ móc đến chân móc thứ 8 á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng, chừa ra 7 chân móc cuối cùng thì ba chân đầu tiên mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc nè. Ba chân này ha, mỗi chân sẽ là một mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất nè. Tiếp tục nửa kép thứ hai và nửa kép thứ ba. Được 3 mũi nửa kép rồi, lúc này ta sẽ còn lại 4 chân móc cuối cùng. Thì hai chân kế cuối mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục còn một mũi móc đơn nữa, thì cái mũi móc đơn đó các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai mũi móc cuối cùng. Thì cách chụm mũi đơn như sau ha. Các bạn tiến hành đâm kim vào chân kế cuối, kéo len, sau đó tiếp tục giữ lại cái vị trí này và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len. Được 3 mũi trên kim thì kéo qua hết chân móc trên kim. Thì cái cách chụm mũi đơn của mình sẽ như thế này ha, hai mũi chụm lại thành được một mũi nè. Tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ tư của cái phần vây đuôi này các bạn sẽ móc tương tự giống như hàng móc thứ hai á, tức là ta cũng không móc vào chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Đây, bốn chân này thì ta sẽ móc lại thành 3 mũi thôi nha, không móc vào chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai, thứ ba và thứ tư, mỗi chân một mũi móc đơn. Sau đó ba chân kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép. Và các chân còn lại sẽ là các cái mũi kép đơn ha. Cho đến cuối hàng thì tương tự cũng chừa cho mình hai chân móc cuối cùng để mình chụm lại hai chân này thành một chân nè. Khi kết thúc cái hàng móc thứ tư này thì hàng móc thứ năm nó sẽ tương tự giống như hàng móc thứ ba ha. Và các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình nè, hàng số chẵn thì sẽ móc giống như hàng số chẵn và hàng số lẻ thì móc giống như hàng số lẻ. Thì lúc này các cái mũi móc của mình nó sẽ giúp cho phần vây đuôi nó có cái độ bo giảm lại. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Và xen kẽ hàng lẻ thì ta sẽ móc giống hàng lẻ và hàng chẵn thì cũng giảm mũi giống như hàng chẵn. Thì khi móc các cái hàng móc như thế này, giảm một mũi ở đầu và cuối, nó sẽ giúp cho phần vây đuôi của mình nó có cái độ bo nhỏ lại. Và ở điểm ta chừa ra cái sợi len khâu vào nó cũng giảm dần nè. Đây, các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc thì lúc này cái phần vây đuôi của mình nó sẽ có cái độ rộng như thế này ha. Và nó sẽ giảm dần ở cái điểm đuôi và cái điểm mà ta khâu nè. Và ở cái phần mà mình khâu vào trong phần thân đuôi á, đây thì nó cũng có một cái đường thẳng. Đây, cái đường thẳng của mình nó cũng áp sát vào trong cái phần thân đuôi như thế này nha. Thì khi mình đã móc được một phần thân đuôi như thế này rồi thì tiếp tục cái phần thân đuôi kế tiếp để mình móc đối xứng với cái phần này. Lưu ý là hàng móc giảm mũi cuối cùng mình sẽ không giảm đầu và giảm cuối nha. Tức là các bạn cứ móc cho mình vào mỗi chân là mũi kép đơn luôn nè. Còn ở phía phần mũi móc đơn các bạn không bỏ qua mũi cho mình nha. Ta cứ móc mỗi chân là một mũi thôi và ta sẽ không giảm mũi. Đây, như vậy là cái hàng móc giảm mũi cuối cùng của mình sẽ không giảm mũi ở đầu và cuối. Thì cái mũi móc đơn đầu tiên này mình sẽ móc luôn vào đó nè, ta không bỏ mũi ở cái chân móc đầu tiên này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì mỗi chân sẽ có một mũi móc.
Để tiếp tục cái phần thân đuôi đối diện, móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở đây mình sẽ tiến hành dời mũi móc vào cái chân móc của mũi nửa kép đầu tiên mà ta gặp của hàng móc này nha. Đây là 6 mũi mà ta giảm cái độ cao của hàng móc nè. Thì các bạn cứ móc cho mình các cái mũi dời lần lượt vào các chân móc nè. Chân đầu tiên một mũi dời nè. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc một mũi dời. Chân thứ ba cũng tương tự, một mũi dời. Mũi dời thứ tư vào chân thứ tư. Tiếp tục mũi dời thứ năm. Mũi dời thứ sáu. Mũi dời thứ bảy. Mũi dời thứ tám. Và mũi dời thứ chín. Thì mũi dời thứ 9 của mình nó sẽ là cái chân móc mũi kép đơn luôn nha. Các cái chân móc mũi kép đơn phía dưới nè. Thì ta sẽ có được 9 mũi. Các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân mũi nửa kép đầu tiên mà ta gặp. Để mình bắt đầu gây nên cái hàng móc của cái phần còn lại nha. Ta có 9 mũi chừa ở đây rồi thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình 9 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Được 9 mũi rồi thì bây giờ tiếp tục móc cho mình các cái hàng móc đầu tiên ở cái phần đuôi này nha. 9 mũi này nó tương tự như 9 mũi kép ở đây nè. Lên cho mình 3 xích. Móc vào chân thứ 9 một mũi kép đơn. Sau đó tương tự cho các chân móc còn lại nha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì mình sẽ có được 9 mũi kép đơn vào 9 chân móc mà ta vừa móc lên. Tiếp tục kép đơn thứ tư nè. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Mũi kép đơn thứ 8. Và mũi kép đơn thứ 9. Khi đã có được 9 mũi kép đơn thì cái số mũi móc này nó cũng bằng với số mũi móc mà ta trượt vào ở cái phần còn lại đối diện á. Đây là 9 mũi kép đơn này nè. Thì ở bên dưới mình có trượt một mũi vào cái chân móc của mũi nửa kép. Thì bây giờ mình sẽ móc đối diện là cái chân mũi nửa kép ở đây ha. Móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi nửa kép nè. Tiếp tục hai chân kế tiếp ha. Nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Được 3 mũi nửa kép thì ta sẽ còn 3 chân còn lại. Và mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là hàng móc đầu tiên của phần vây đuôi đối diện nó sẽ bằng với hàng móc cuối cùng của phần vây đuôi này ha. Số mũi móc bằng nhau và không giảm mũi nè. Tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở cái phần mà ta móc đầu tiên, ta tiến hành giảm mũi đầu và cuối. Thì ở cái hàng móc đối diện này, các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình ở đầu và cuối ha. Tức là ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối nè. Mũi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc đầu tiên này hai mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất nè và móc đơn thứ hai. Như vậy là mình sẽ có được hai mũi móc đơn rồi nha. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn nữa để ta có được 3 mũi móc đơn liên tiếp. Như vậy là hai chân bên dưới mình sẽ tạo ra được 3 mũi móc đơn ở bên trên. 3 chân kế tiếp là mỗi chân một mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất nè. Tiếp tục nửa kép thứ hai và nửa kép thứ ba. Được 3 mũi nửa kép rồi thì các chân móc còn lại, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Móc cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng luôn. Khi đã móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc cuối cùng á, thì ở đây mình giảm mũi, thì phần đối diện các bạn sẽ tăng mũi cho mình, tức là chân cuối cùng này sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc nha. Một và kép đơn thứ hai nè. Như vậy là hàng móc thứ hai của mình tăng lên được hai mũi, một mũi đầu và một mũi ở cuối. Đây, mũi ở cuối mình cũng tăng được một mũi, thì tiếp tục lên hai xích và quay ngược đầu móc lại.
Hàng móc kế tiếp các bạn cũng tương tự giống như cái hàng móc phía dưới nè, tức là ta cũng tăng một mũi ở đầu và ở cuối. Chân đầu tiên móc 2 mũi kép đơn. Các chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn. Ở đây mình sẽ còn lại 6 chân móc cuối cùng để giảm độ cao của mũi móc, thì các bạn sẽ móc cho mình vào 5 chân cuối cùng thôi nha. Cái chân thứ 6 là cái chân sát bên này, các bạn cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào đây. Thì mình sẽ chừa ra được 5 mũi móc để mình giảm mũi nè. 5 mũi móc này, 3 chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép. Nửa kép thứ 2 nè. Nửa kép thứ 3. Ở đây mình tăng mũi cho nên các bạn sẽ chừa ra cho mình 2 chân cuối cùng để mình tăng thêm một mũi ở đây. Đây, chân này là một mũi móc đơn thì chân cuối cùng sẽ là 2 mũi móc đơn. Thì như vậy mình sẽ có 3 mũi móc đơn, sau đó là 3 mũi nửa kép và các cái mũi kép đơn ở đây. Ta cũng tăng ở 2 điểm đầu và cuối. Tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Thì các cái hàng móc kế tiếp các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Móc thêm nhiều hàng móc bằng với cái phần đối diện bên cạnh này. Ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Chân móc đầu tiên ở phần móc đơn thì móc vào 2 mũi móc đơn. Có 2 mũi móc đơn rồi thì chân kế tiếp một mũi móc đơn nè. Mình sẽ có 3 mũi móc đơn. Tiếp tục 3 mũi nửa kép. Và còn lại là các cái mũi kép đơn. Cho đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng sẽ móc 2 mũi kép đơn vào đó nha. Làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc và bằng với số hàng móc mà ta móc ở cái phần đối diện á, thì phần vây đuôi của mình sẽ hoàn tất và nó sẽ có cái độ bo lại để mình khâu vào trong phần thân đuôi nè. Kết thúc thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Sau đó xỏ cho mình cái sợi len mà mình chừa ra nè vào kim khâu và mình sẽ tiến hành khâu vào trong thân đuôi. Khi tăng và giảm mũi ở các cái mũi móc đơn ở phần vây đuôi á thì nó sẽ giúp cho mình có cái đường sát với lại cái phần thân đuôi nè. Ta sẽ tiện cho việc khâu vào hơn ha. Chọn cho mình một điểm khâu tương ứng với cái phần thân đuôi, sau đó mình sẽ khâu ở đây. Và cách khâu các bạn sẽ khâu cho mình 2 mũi đơn khâu vào một chân móc ở bên thân và 2 mũi đơn phần vây khâu vào một chân móc ở phần thân ha. Khâu lần lượt như thế này cho đến cái chân móc cuối cùng thì chân móc cuối cùng nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc đầu tiên mà ta khâu nè. Sau khi đã khâu hoàn tất được phần vây đuôi vào trong thân đuôi thì cái mẫu đuôi của mình sẽ hoàn tất như thế này ha. Các bạn có thể canh chỉnh cho mình độ dài của đuôi từ cái xích đầu tiên mà mình gây nên nha. Đây là phần thân đuôi nè và đây là phần thắt eo, có thắt dây lại ha để điều chỉnh cho vừa với phần thân của bé. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu đuôi nàng tiên cá như thế này ha. Chúc các bạn thành công!